Mooi hoor. Evie, mag ik die spaghetti dingen? Joshi, die lijkt op sushi. Hij is klaar, waar moet je heen? Ja, moet er gewoon nog even met die biertjes? Kom even alleen kijken. Leuk hoor. Mooi, Max. Goed. Heel zacht van kleur, hè? Ja, maar dat wordt nog wel goed. Ja, maar ja, ik heb het niet. Chào cả nhà, Linh đang trên đường đi tới cái chỗ mà lớp của con Linh á, sẽ học cắt kiến và ghép kiến. Mọi người chắc biết nếu mà mọi người đi du lịch hoặc là mọi người vào mấy cái nhà thờ, đúng rồi, nhà thờ á, thì mọi người sẽ thấy hơi fascist. Mọi người sẽ thấy là ở đây có ở đó có treo nhiều cái bức tranh bằng kiến lắm. Thì hôm nay mình coi họ làm như thế nào nha. Trời ơi, cái tụi nhóc này nó gan ghê á. Nó đi lên đây luôn, nhưng mà thầy cô ở đó cho phép thì mình không la. Nếu mà thầy cô không cho phép thì mình có thể nói là tụi nó không được đi trên này. Nhưng mà thầy cô không có la gì hết thì thôi, thì mình cứ đi theo mình. Gọi là nếu mà thấy cái gì không hay xảy ra thì mình kêu lên thôi. Thì Linh hôm nay, Linh mỗi khi mà cái lớp mà đi ra ngoài giảng ngoại hoặc là đi học cái khóa học như vậy thì sẽ có vài phụ huynh đi theo. Và hôm nay thì Linh đi theo để Linh quan sát tụi nhỏ và cũng để quay phim cho cả nhà coi luôn á. Tụi mình đã đến cái chỗ mà làm kiến nghệ thuật rồi. Mọi người thấy đó, cái chỗ này nhỏ thôi. Đây là một cái xưởng cá nhân á cả nhà, thì nó không có rộng rãi, chỉ có vài người làm việc. Nhưng mà Linh thấy là họ có đầy đủ dụng cụ nè. Rồi tất cả các tác phẩm á, họ làm xong thì họ đã trưng bày ở đây rồi. Tuần trước thì các bé đã bắt đầu làm cái tác phẩm của các bé nhưng chưa có hoàn thành, thì hôm nay các bé quay trở lại để mà cố gắng hoàn thành cái tác phẩm của các bé. Nếu không được thì sẽ quay lại vào lần khác nữa. Và các phụ huynh giống như Linh như nè, đi đến đây tham quan sẽ được tham gia vào từng khâu để mình hiểu biết thêm, và mình giống như là đồng cảm thêm với cái tụi nhỏ. Khi mà mình thấy cái tác phẩm của con cái mình làm á thì mình sẽ vui hơn. Đây là tác phẩm mà các bé đã làm, giống như là Linh đã đề cập vừa rồi. Thì cái này là làm vào thứ tư tuần trước. Và nó rất là lớn. Từ những cái mảnh nhỏ nhỏ mấy bé phải cắt và dán vào với nhau. Thì hôm nay thầy giáo lại khảo sát và coi là các bé làm như thế nào. Mình thì chưa bao giờ tham quan những cái lớp học hoặc là những cái trường tiểu học khác ở bên này. Nhưng mà với mình thì mình rất là thích cái sự giáo dục của cái trường của con mình. Vì ở cái lớp này, ở cái trường này, họ không phải đề cao đến vấn đề mà giống như là điểm số hoặc là giống như là những cái chỉ tiêu quá lớn lao, mà họ đề cập đến quyền độc lập và quyền của trẻ em nhiều hơn. Thì các bé thật sự là chơi nhiều hơn học. Nhưng mà chơi giống như là những cái này nè cả nhà, không phải là đến chơi hồi giống như là mình tưởng tượng là chỉ có chạy lăng tăng rồi nói chuyện trò chuyện với nhau. Nhưng mà các bé học từ những cái việc nhỏ nhỏ mà các bé đã chơi. Nếu mọi người đã xem clip của Linh thì sẽ giống như là sẽ biết là Linh đã tham quan một vài lần với lớp. Cái lần Linh đi, Linh quay clip á, thì là cái lần mà đi tham quan trại bò sữa. Các bé đã học cái quy trình đó như thế nào thì các bạn có thể tham khảo cái clip mà tham quan trại bò sữa của Linh nhé. Và bây giờ thì nói chung là không phải lần nào Linh cũng có đủ thời gian để đi tương tác với mấy tụi nhóc này. Thì khi nào mà rảnh á, thì Linh mới đi. Như hôm nay Linh đi thì Linh quay phim cho mọi người xem. Và mấy đứa trẻ thì nó rất là thích thú những cái hoạt động ngoài trời. Nó học được nhiều thứ, nó không cần ai ép hết. Mỗi đứa có một công việc và tình nguyện riêng. Và Linh thấy họ giáo dục rất là hay luôn á cả nhà. Các
các bé nó rất là có trách nhiệm với công việc của nó và nó làm rất là hay. Và cái thầy cô giáo ở cái thầy cô giáo của cái trường này, của cái lớp này á, họ có nhiều năng khiếu lắm nha cả nhà. Họ tự dựng kịch nè, chỉ có hai người, một thầy chủ nhiệm và một cô phụ trách, giáo viên phụ trách, giống như là Linh không biết tiếng Việt, mình quên mất tiêu rồi, nhưng mà giống như là phó chủ nhiệm hay gì Linh không biết nữa, nhưng mà chỉ có hai người dạy tụi bé trong 3 năm nha cả nhà. Dạy cả toán nè, văn học, lịch sử, địa lý, dạy tất cả chứ không phải riêng một môn là một thầy cô. Và về nghệ thuật nữa nha cả nhà, về vẽ, về kịch, về hát, về nhảy, về làm những công việc lặt vặt khác, nói chung là gọi là giống như bên mình nói là cưng tất cả đó cả nhà. Không có bỏ một cái thiếu sót gì của hai cái người giáo viên này luôn á. Linh cảm thấy là Linh rất là ngưỡng mộ nó họ. Và Linh vui khi các con của Linh học mà không có bị stress về điểm số hoặc là gì cả. Nhưng mà cũng học tốt quá cả nhà, chứ không phải là học dở hoặc là mình phải lo lắng gì đâu. Thì bây giờ con của Linh sắp tốt nghiệp lớp rồi. Cái clip này Linh quay lúc chưa tốt nghiệp nha. Bây giờ thì cái thời gian Linh boss là cái bé đã tốt nghiệp cấp 1 rồi. Thì vào trường cũng tốt để học ở cả nhà, cho nên Linh thấy vui lắm. Nou, daar kan ik zelf over uitleggen en dan kunnen ze kan iedereen lekker doen. Kijk, ik heb voor de ouders en alle ouders een bericht gemaakt voor de volgende week. Họ chỉ cho mình coi cái mẫu và cách làm và cái bên đó là họ làm xong. Leuk, hè? Ja, leuk. Dus dit is dan zo meteen iets wat uit de oven komt, wat ze dan meekrijgen. Dat is ook nog iets moois. Fantastisch. Ja. Oké, naar boven. Đây là kiến nè cả nhà. Đá. Máy cắt. Giờ mình đi lên trên lầu để coi tụi nó làm gì rồi. Đây là những cái hình vẽ mà họ vẽ để khi mà họ dán cái kiến lên đó cả nhà thì nó sẽ được rõ hơn. Và đây á, mấy đứa con nít này nó nói chuyện ồn một cái tiếng của Linh, hy vọng là mọi người nghe được. Đây là cái con Disney đúng không? Thì cái anh này anh làm cho Disney và làm năm 1990. Bây giờ thì đem lại đây để triển lãm. Đây là Spider-Man. Và đây là cái mặt này. Cái phòng cũng nhỏ nhưng mà gọi là cái phòng làm việc cá nhân thì nó đủ rồi. Những bức tranh đang chờ đợi để dán lên. Thank you.
mooi. Leuk. Ja. Leuk. Zo, al die van de richting. Nên là cái ý tưởng là thuyền buồm trên biển cả nhà. Và mình để cái tên mình vào khi mà họ nướng xong á, họ hoàn thành tác phẩm thì họ sẽ đưa cho mình. Con nên là cái con cá heo, con cá voi, con cá heo gì đó. Đây là những cái sản phẩm, đúng rồi là sản phẩm mà họ đã tạo ra sau cái quá trình nung nóng và để nguội. Thì người ta là người gọi là chuyên gia rồi, cho nên khi mà họ để những cái mảnh vụn lên kiến và họ tạo ra đúng được cái hình mà họ mong muốn. Còn mình thì để lung tung, mình muốn như vậy đó, nhưng mà không biết là sau khi nung chảy thì nó có cái hình dạng giống như là mình tưởng tượng hay không. Chắc khoảng đợi vài tuần nữa thì mới biết được. Không biết có kịp cho mọi người xem không. Hai đứa nhóc đang học cắt kiến. Và cái hình này nè là cái hình mà đầu phim Linh đã nói cho mọi người nghe á. Oh, sorry, Linh có quay cho mọi người coi á. Là do lớp của con Linh làm á cả nhà. Dan moeten we een van deze mouw van de engel moeten we dan doorbreken. En dan kan hier mooi een. Wat is een vier hoor? En de, hier moet dan nog een beetje opgevuld worden. Vier hoor. Ja. Ja. Oh, hij is daar dan. Khi mà người ta đó ở đây thì là tụi nhỏ nói làm xong cái hình này thì họ để lên cái miếng gạch, và cái miếng gạch này chịu được sức nóng rất là nóng, và sau đó họ sẽ để vào cái máy này để gọi là nướng, phải không cả nhà, đúng không, nướng là làm tan chảy. Và cái máy này khi mà mình bỏ vào thì giống như là cái những cái lò nướng khác thôi, là mình bỏ vào là nó sẽ hoạt động cho đến 400 độ, sau đó nó sẽ đứng ở đó khoảng vài phút, không phải, khoảng vài tiếng để cho cái kiến này nó chảy ra. Và sau đó thì nhiệt độ sẽ tăng dần cao lên, và khoảng 10-12 tiếng nha cả nhà thì mới hoàn thành một cái tác phẩm. Và khi mà 12 tiếng, sau khoảng 10 tiếng thì bắt đầu cái lò nướng nó sẽ gọi là nhiệt độ sẽ giảm dần cho đến khi mà nguội thì mới mình mới lấy ra được.